mà Sơn nghe giọng cười với nó giống chị Hoài á. Hoài dưới hả nhà? Mấy tiền rồi đi? Ừ? Mấy tiền rồi? Là sao chị? Là đi bao nhiêu rồi? À, 8 triệu rồi. Mà trả trước 50% 4 triệu rồi, còn 4 triệu nữa. Quỷ luôn đi. Hôm qua đi chăm sướng chị? Đúng không? Bình thường. Nhẹ không? Hả? Massage nhẹ lắm đúng không? À, chị thì chị nói massage nhẹ. Ừ. Còn chị Đoan thì chị nói mạnh, nhưng mà mạnh ngay phải kiểu êm. Mạnh kiểu êm phải mạnh mạnh bóp đi kìa. Còn Huệ về là đau cổ, đau vai. Tuấn về kiểu đau. Ừ. Kiểu mấy ông thì không quên á. Chứ chị thấy cũng đúng. Tại vì chị biết sao không, khi mà nó cho mình nằm úp là nó làm cái giường của nó là nó cứng. Khi mà nhắn cái lực nó xuống là mình thở không nổi luôn. Ừ. Chị khi qua đang còn căng nữa đi kìa. Đau quá. Đè một phát mà ạ. Đó. Chị kiểu ạ. Bữa nào chị đi massage Sài Gòn đi, tại vì massage Sài Gòn là cái niệm nó êm gấp mấy lần cái niệm mình luôn. Ngay chỗ không tóm núi Thành á, đào núi Thành vô với trong núi Vương á. Sợ qua với nó chịu không nổi. Ừ. Chị thì nhẹ. Không, nhẹ thì có mấy con mới vô thì được. Ừ, mà cái lực của hắn cũng... Ừ. Mà bên đó, bên đó nó làm cái giường nó êm á. Nhẹ của hắn, nhưng mà hắn vẫn có cái lực. Chị nằm ngửa ít á. Chị nằm ngửa có như 10 phút hay 10 phút. Chủ yếu cho nằm úp à? Nằm nhầm, nằm úp. À. Xong rồi chị mệt á. Yeah, chị không phải mệt mỏi cổ đi. Bên nó toàn cho nằm úp không? Xong rồi nó ngửa ra thì hắn bắt tay, chân, người đó, nó tay cổ. Mà chị cảm giác cái thì hắn bóc cái cổ là mà hắn bị khô đi, cái tay khô. Ừ. Hắn không phải miết từ từ nhá, cứ quẹt 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 ra cảm giác nó đã rát đi ra kìa, quẹt đi ra. Chị Loan á, cảm giác sai, chị chỉ cho chị kêu em làm chỗ đi chỗ kia rồi chị ưng đi kia kìa. Ừ. Chị ưng mẹ lắm à, chị xin số lắm nữa sau qua rồi chị nói làm á. Mình tưởng có mình không ngủ được, cuối cùng đâu ai ngủ được đâu. Chị với chị Loan đến chút có massage gần xong rồi, một chân xong rồi. À, ý là nằm xuống là mấy ông ngủ à? Mấy ông không ngủ được. Bi không biết, Huệ với Tuấn thì không ngủ được. Có táo sông hơi chị không? Hả? Có tấm tiền sông hơi chị không? Không, mà đi vô cho chị bên đầu á, chị đi vô. Bình thường là hắn phải chụp nhá, sụp. Ừ. Xong là em vô em ngâm cái nước đó, người dao đỏ nè. Không, mà để thời gian massage xứng hơi ngâm mấy cái đó tốn thời gian. Nhắn cái lần đầu ngâm cho biết. Sau là nằm đá cho nó nóng này. Ừ. Sau vô sông nóng này. Sao muối đó, đá muối á. Đá muối xong là vô massage. Rồi. Nhìn ngoài nhìn vô thấy nó son mà lòm chán sướng. Đi là ví dụ như mình đi không mua vé mà mình đi ngay từ đầu có 600 nữa. Ừ. Có bao thì 700 sẽ rất là đắt. Cái bình thường đó. Hắn là thua mình được mà mình lên mà lên núi Thần Tài đi. Ừ. Thần Tài mà nó xuống luôn á, ý là cái đoạn mà xong rồi á, Thần Tài xong xuống xong một mồ hôi toát ra mà đây xong hơi vấn đỏ có hơi một tí cả. Ừ. Xong xóa đó hả? Hả? Vô phòng xong xóa đó hả? Xong, xong cái xong đá cái xong chi tiêu không biết xong không có tiếng cái mùi xả đi mùi tiếng cái mùi như chắc chị Hòa không vô phòng nữa. Phòng nó lóc tàu. Ừ. Phòng nó chỉ có cái hơi bay không một giờ này nóng luôn thấy nghịt thở thêm vài bữa em vô nghe thở em ba ra luôn. Ừ. Và nữa đó cái chỗ trong người đó đi trong. Ừ. Khói đó. Ừ đó xung thở đó chị ngồi cũng được lâu lâu đại mà kiểu thấy hơi ít á, không nóng. Hồi trước chị đi mà chị thấy toát mồ hôi hột mà. Ừ. Toát mồ hôi đầu mình mặt người ấy thì người khỏe. Còn đây chẳng có. Dung có kiểu sướng không? Dung thì chưa hỏi quên cha. Thấy gì hỏi chị chưa đi Mỹ. Dung mà đi nhiều chỗ rồi. Đi khắp rồi. Đi lấy kinh nghiệm gì á? Đi chạy đi.
tối về mấy giờ? Em á hả? Em 7:15 gì là do có điều là qua ngồi chạy với ông gì trước à? Chạy tới 4-5 người với tới mình. Tự nhiên qua đi đúng giờ đông. Toàn mấy đứa chạy chạy tới nữa. Miền đen không? Ai là em? Ông chủ. Nói cho mình đi mô mình cũng có chủ muốn gì vậy? Không. Chủ đó nó thuê bác sĩ vậy rồi mấy người chị. Mấy người lắm. À, thật ra mình nói gì mình lỗi đầu hay mình đi ba sai thì mình mấy người đứng ra được là mình kia. Không, cái đó là mình do mình chưa quen là con nữa rồi ok thôi chứ tái em chẳng thích anh chủ. Đi gù đào mấy anh chủ lòng trai trai thương thợ mà. Đi gù đào mấy chủ. Chủ bán nước mía nước dừa hả? Ừ, còn bé mới làm sao là chị bị gồng á. Sợ lắm mà, chị sợ lắm mà, chị nói với bé luôn chị kiện. Chị sợ bé là nó mới đau, đau cào gì cào rơm. Mừng ra kia đi mò. Cái này thì cái như là để chỗ cắm trên khó đúng vậy sợ bệnh quần hết vô đây rồi được luôn mình đã đi rõ ràng là chị nhớ là chắc chắn là đúng luôn không sai mà là kiểu thế luôn con nó bao gồm lại. Ủa chị đi lên nhà anh chị là lên cái đường đường đất vậy đó hả? Liễn quá phải không? À, cái ủa chứ nhỏ chi mà đi đến cái bỏ gì luôn á. Từ chỗ anh thành phố mà lên đó là mười mấy cây á. Ừ. Chứ còn đường đất đâu mà đi được mà đi đâu mà đi được mà đi comment chọc lắm là có ai quay chụp cái đó kìa. Ừ, chắc mấy đứa cháu à. Ừ, không, cái đoạn đó là cái đoạn nào được quay vô rẫy. Là anh à, anh chị quay à? Anh chị quay đó, ông chạy xe sau á. Chắc là đoạn đến nơi rồi. Chắc luyện lần đầu tiên đi luôn phải không? Ủa lên rải là lồng mít chầu ở trên nó luôn hả gì hả? Ai gọi chị Loan kìa. Này có ai gọi cho chị Loan kia đó. Như chị bé gọi. Như Hiền gọi. Gọi lại cái thử. Để thấy Hiền kêu là chị bé hẹn lần tính rưỡi thôi còn chị. Mấy chắc là thấy chưa gọi. Chị đã kêu lòng người tiên nhanh nữa. Kêu cho chị lòng người tiên nhanh mà lòng chết là lòng người. Đâu biết bữa chị Dung vô nó là bóng người rồi ngủ rồi đâu. Chị Loan chị Loan. Hỏi chị Loan làm gì chưa? Khách đợi lao rồi. Khách đợi lâu rồi. Dạ dạ. Em biết rằng mày nói gì đâu mà kêu khách đợi lâu rồi. Nó có chỉ. Chuyện có nói gì chứ tưởng là mới tới. Ủa
đệ hiền gọi đó. Không gọi đó mới đó. Không biết sợ nó phải giận lắm. Chứ không vậy chị gọi cho mình. Ok là chị bé ra hẹn chị làm 9 rưỡi nhưng mà nhiều chị còn quên á. Quên lâu lâu chứ không được rồi. Đâu có làm đâu. Chỉ khá lúc rồi thôi. Mm-hmm.